nghe thầy tiên mở bản kiến trúc này, xem cái lưới trục, à lưới trục trong cái tầng điển hình, đây đây tầng điển hình đây. Tám tám lưới theo phương x và mấy lưới theo phương y, một hai ba bốn, bốn lưới theo phương y vào file new model. À trước tiên phải chọn đơn vị nhé, đơn vị của nó là gì, ví dụ như cái này thôi, file new model, chọn default, số lưới theo phương x 8, khoảng cách 16 inch thì chỉ được sao, à cái này thứ này theo phương x là 123 đúng không, thì mình lấy bit label này bắt đầu từ này, mình bắt đầu từ rồi ok. Nào, khoảng cách thì theo lưới này, đây là 1m8, 8m6, 1.8, sáu, 39. Năm mét tư. Số tầng gì đây, số tầng gắn kết nha, xem mặt đứng của nó mấy tầng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tầng và một mái là 9 tầng. Tầng trên, tầng cuối cùng là tầng đấy thì 3m3 nhưng mà cộng với chiều sâu cho móng nữa là tầm tầm 4m, tầng 1 là cao 4m, 4m. Còn các tầng ở trên, các tầng ở trên thì 3m3, 3,3 mét. Ok, nó ra cái lưới này rồi nhá. Đây là lưới theo một phương. Còn mình còn phải dựng theo một cái phương xiên này nữa, tức là có một cái lưới xiên như thế này nữa. Thì bây giờ dựng như thế nào? Thì trước tiên là phải tìm cái điểm giao đã, điểm giao của cái đường này đó. Thì bây giờ như này,
ra của cái gốc tọa độ ấy. Thì tức là cái lưới này nhá, cái lưới A này, lưới A của cái chéo này chết này, đây mình kích vào cái lưới này thì cho nó nhiệt kỹ lên. Mà bây giờ mình kích kéo dài nó ra, đấy, cho nó bắt lên đây đi, là kéo cái lưới này. Đây đây đây, ok, cái điểm tức là cái gốc tọa độ nhá, cái gốc tọa độ của cái lưới vừa rồi là nó ở đây, đây này, gốc nó ở đây này. Được chưa? Đây là một cái gốc nhá, cái khoanh tròn xanh ấy là cái gốc tọa độ của cái lưới đầu tiên. Đến cái gốc tọa độ của cái lưới thứ hai thì nó ở đâu? Trục A, trục 10 này. Đây đúng không? Đây cái gốc đây. Đây. Ok chưa? Hơi to quá, cho bé lại. Đây, rồi. Đây mình nhìn hai cái gốc này nhá. Thì tức là bây giờ mình sẽ có một cái lưới đầu tiên rồi. Có một cái lưới đầu tiên là lưới thẳng rồi. Bây giờ mình muốn dựng cái lưới trách như thế nào? Thì bây giờ mình phải tìm được cái điểm gốc đó, cái điểm gốc tọa độ của cái lưới tiếp theo nó cách so với cái gốc ban đầu ấy là cái tọa độ bao nhiêu theo cái tọa độ kích y nhá. Thì bây giờ mình để biết nó dài bao nhiêu ấy, thì mình vẽ một cái đường line, đường thẳng cách cái từ đường này nhá, từ cái dấu chấm này mình kẻ ra ngang là một đường thẳng theo phương x, nhấn F8 đi để cho nó thẳng vuông góc, được chưa? Chạy dài hết đến cái đường này thì dừng, nó chưa vượt cái tiếp điểm. Tiếp điểm ở đây. Đây bật OS Enter thì mình chọn là silicon đi, tức là bật các cái chế độ bắt điểm ấy. Thì mình làm lại nhé, mình sẽ vào OS, nhấn lệnh OS Enter để ra các cái snap này, thì là mình silicon đi. Chọn tất cả các cái chế độ bắt điểm, chọn ok nhé. Rồi bây giờ mình vẽ một, từ cái gốc mới này này mình vẽ một cái đường thẳng ra. Mục đích là để làm gì? Để tìm ra được cái tí nữa mình đo cái đường thẳng đấy để xem nó cách cái tọa độ ban đầu là bao nhiêu. Đấy, một cái đường thẳng này nhá, và một cái đường thẳng đi lên nữa. Cái lưới đây, cái lưới này của nó đây. Kéo dài này. Ok chưa? Và mình vẽ một cái đường L tiếp theo này. Nó vuông góc bằng nhau. Ok. Được rồi nhá. Nhắc lại nhá. Nói lại nhá. Là cái đầu tiên ý, thì là mình dựng được một cái lưới theo khung phẳng này rồi. Theo các cái lưới phẳng vuông góc như này rồi. Bây giờ mình muốn dựng tiếp một cái lưới nó check, nó nghiêng như này so với cái lưới ban đầu ý. Thì mình tìm cái gốc tọa độ của nó. Gốc tọa độ tức là hai cái lưới theo phương x này và x này theo phương y này, thì nó cắt tại đâu? Nó bắt đầu từ đây, cái lưới đầu tiên ấy, theo hai phương này nó bắt đầu từ đây, tức là cái gốc của cái lưới trách nó sẽ bắt đầu từ đây. Đây là gốc của nó. Và bây giờ mình phải xác định cái vị trí của cái mốc này so với cái mốc cũ là bao nhiêu. Đó thì mình dùng lệnh đo đi DLI để đo đường thẳng. Kích vào đây, kích vào đây.
do là cái lưới này, do là cái đi này nó không chính xác thì mình dùng lại cái lệnh L để xác định cái độ chiều dài của nó. Đây, chiều dài nó là 33 mét. 33 mét nha, 33 mét theo phương y. Và theo phương x, 33 mét theo phương x và tầm 4 mét theo phương y. Rồi, ok nha. 4 mét theo phương y và 33 mét theo phương y. Thì bây giờ mình muốn dựng lưới, cái lưới tiếp theo vào làm gì? Mình quay lại cái phần này, nhấn chuột phải, chọn vào Edit Grid Data. Đây là cái lưới đầu tiên của mình nhé, là cái lưới nó tên là Global. Bây giờ mình muốn add thêm một cái lưới khác thì mình vào Add New System này. Đây, cái tên lưới khác là đây, và mình chọn theo cái này nhé. Cái này là cái tọa độ hình trụ thì mình không không dùng đến. Đây là tọa độ lưới vuông góc, và nó hỏi là Number of Grid Line, tức là số số cái đường lưới theo các phương, là phương x này và phương y. Thì mình quay lại cái bản di chúc mình xem là cái lưới x nó có bao nhiêu lưới. Mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lưới theo phương x và mấy lưới theo phương y. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lưới theo phương y và 6 lưới theo phương x. Ok, nó mất rồi. Đây, 6 lưới theo phương x và 5 lưới theo phương y. Đây là cái khoảng cách giữa các lưới. Khoảng cách mình cứ để là 6 đi, rồi mình sẽ chỉnh sửa sau 6 mét. Và đây, ấn vào đây thì sẽ là theo cái chiều, theo chiều x thì nó bắt đầu từ số mấy. Beginning x id, khi mà nó bắt đầu bằng số mấy thì nó bắt đầu bằng số 10. Nó sẽ bắt đầu bằng số 10, không phải là số 1 nữa. Và nó sẽ là từ trái sang phải. Và cái tên ấy, cái tên lưới theo phương y thì nó sẽ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Giờ lại kiến trúc xem nào. Bắt đầu từ A. A phải chứ. Mấy cái tên này mình có thể thay được nhưng mà mình sẽ thay đổi sau. Bắt đầu từ A và từ dưới lên trên. Ok. Bây giờ cái đây là cái chỉnh sửa cái tên nhá, cái tên ban đầu thôi. Và bây giờ là sẽ chỉnh sửa cái kích thước của nó. Kích thước và chuyển sang spacing là theo khoảng cách. Giờ lại kiến trúc xem thì đối x này. Cái đây là 3m2. 3m2. Đây là 3m2. Cái này là 1m rưỡi. 1m rưỡi. 5m4. 5m4. Năm phẩy bốn, năm phẩy bốn, năm phẩy bốn, một phẩy năm. Ồ, thiếu à? À, một 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 phẩy năm thì không có. Ok, không rồi, ok nha. Sang đến cái phương này, cái tên này mình có thể thay đổi, ví dụ tên của nó là A phẩy, tên này A phẩy này, tên này B, tên này là C, này là C, này là D. Và khoảng cách nhé, khoảng cách của nó A phẩy này, A, B, C, D, ok chưa?
6m6, 4m5, 2m4. 6m6, 4m5, 2m4. Còn 2m4 và 6m6. 6m6. Rồi, ok. Xong cái này rồi nhá. Xong cái lưới làm y hệt như cái lưới vuông góc này, nhưng nó khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ này. Đó là locate system original. Đây, mình kích vào đây nhá. Kích vào đây. Kích vào đây. Tức là nó sẽ khoảng cách so với cái lưới ban đầu, cái mốc mốc mới so với cái mốc ban đầu ấy. Cái mốc ban đầu của mình là đây, bây giờ nó sẽ thay đổi bằng cái mốc mới. Nó cách theo phương x là bao nhiêu? Cách theo phương x là nãy giờ mình được tìm được đấy, là từ đây thì kéo này là 33 mét theo phương x, 33 mét theo phương x, và tầm 4 mét, 4 mét theo phương y, và 3 mét theo phương x, và 3 mét theo phương x, và 4 mét theo phương y. Còn góc quay một góc bao nhiêu thì mình đo góc góc thì mình như dừng lệnh DR. Quên mất rồi, đo cái khóc lệnh đo khóc của mình. Lệnh đo khóc là gì? Thì nói lệnh đó không? KN, ok, KN. Ok, góc 35 độ nha. 35 độ. Ok, xong tất cả rồi. À, cái còn cái left này, cái top này, tức là cái tên của nó sẽ ở trên hay ở dưới? Top thì ở trên, còn bottom ở dưới thì nó ở dưới. Mình chuyển x mình bottom. Rồi, cho nó ở dưới thì nó ở dưới này rồi. Ở dưới này và nó cái tên còn lại nó ở bên phải thì mình chuyển sang là right. Đây nó sẽ thay đổi ở đây này, chuyển sang right. Ok chưa?
Mình nhấn OK. OK tiếp. Lưới đầu tiên là lưới tiêu chuẩn, và cái lưới thứ hai nó sẽ theo theo cái lưới tiêu chuẩn đấy với một cái khoảng cách và một cái góc khác nhau. Đây, nó đang sai rồi. À, nãy mình đang để là dương thì nó sẽ nhảy lên trên này, phải âm cơ. Thì mình sẽ chỉnh trở lại edit data, modify nó. Đó, thế này. Thế này nó là âm cơ, âm 4 mét, âm 4 mét. Đó, ra rồi. Tức là nó sẽ tạo một cái lưới mới bắt đầu bằng cái gốc ở đây, cách so với cái mốc cũ ban đầu là bao nhiêu thì nó sẽ ra. Và cái tên này sẽ thay đổi bắt đầu từ 10 a phải. Mình nhắc lại nhé, vào cái nhấn chuột phải này, vào edit data này. Cái lưới đầu tiên là cái lưới global ấy, là cái lưới tiêu chuẩn này ban đầu mình lập đấy, là cái lưới mà thẳng này, vuông góc nó không check ấy. Còn cái lưới thứ hai là cái lưới lưới nghiêng là cái nó mình tạo thêm một cái lưới nghiêng đấy, thì là vào đây. Đây thì kích thước, và để ý cái này, tức là cái địa chỉ của nó, tức là cái vị trí của nó cách so với cái cũ là bao nhiêu, theo phương x, theo phương y này, và góc này, theo cái gốc cũ này, cách cái gốc mới nó cách cái gốc cũ này là bao nhiêu. Đấy, thế thôi. Còn cái bottom này, right, left này thì là cái tên này nó ở trên này ở dưới, tên này nó ở trên này ở dưới, và nó ở trái ở phải. Mình chuyển sang đây thôi. Này thôi, khoảng cách thì mình nhấn vào spacing. OK, vậy thôi. Global là cái lưới vuông, còn cái lưới này nó là cái lưới check, lưới nghiêng. Và mình muốn add thêm các cái lưới khác thì cứ tương tự lại, add new system này, lại chọn một cái lưới tiếp theo nữa, và cái ấn vào đây là cái nó là cái tọa độ của trụ, tức là nó sẽ theo cái hình hình trụ, hình nón ấy, thì kiểu như còn cái này thì là tọa độ vuông góc, tọa độ vuông góc. Thôi thế thôi. OK, vậy là được rồi, làm này là ngon rồi, lưu lại đã, anh chuyển em.